Nhật ký Vương Khánh Hưng, ngày 21 tháng 6 năm 2024, ở chợ lớn. Trời sáng rồi. Một ngày mới bắt đầu. Dọn dẹp chỗ ngủ. Ngủ máy lạnh phải đắp mền. Gói lót chân. Khăn lót lưng. Tắt máy lạnh. Xé tờ lịch. Bữa nay thứ sáu, 21 tây tháng 6 năm 2024. Âm lịch là 16 tháng 5 đủ, năm Giáp Thìn.
trời sáng rồi. Một ngày mới bắt đầu. Thức dậy thì tôi làm exercise, tìm ý tưởng ở trong đầu, dùng hành vi để thực hiện bài tập. Mỗi buổi sáng tôi dò tờ giấy trong tay, ném chụp. Bây giờ là ra sau nhà, rửa mặt, lau mình, rửa chân. Tôi đã ra sau nhà, vận động tay chân cho khí huyết luôn thôi. Rửa mặt, chải tóc, đưa khí huyết từ nội thân lên nuôi dưỡng bộ óc. Lau mình,
chừng. Về phòng, tôi đã về phòng nghỉ của mình. Bài tập exercise mỗi buổi sáng săn sóc hai bàn chân, lau chân, massage chân, xoa bóp, nắn các đầu ngón chân. Chà, bóp, gãi, bàn chân. Gót chân, đấm, bóp, bấm, nắn, gót chân. Kích thích mô bàn chân,
dùng ngón cái chuyển sức lên ngón cái, ấn mạnh vào huyệt dũng tùy, mạnh hơn nữa, mạnh nữa, 1, 2, 3, 4, 5, thôi, đổi chân. Ngón chân là nơi có các đầu dây thần kinh xa não bộ nhất. Ngón chân là nơi có các huyệt đạo liên quan đến mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi. Móng chân cho biết hệ xương cốt của nội thân. Móng chân, móng tay hồng hào là hệ xương cốt tốt. Bàn chân bóp chà dỗ, bấm. Bàn chân là nơi có rất nhiều huyệt đạo liên quan đến lục phủ ngũ tạng. Gót chân dùng 5 đầu ngón tay bấm vào gót chân, bóp, xoa, dỗ. Gót chân là nơi chịu sức nặng của toàn thân. Vận động của gót chân hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa, ăn uống. Hệ thống bài tiết tiểu tiêu và hệ thống tính dục ân ái. Mu bàn chân nơi có các đầu dây thần kinh kiểm soát hoạt động của bàn chân. Lắc cổ chân dùng ngón cái chuyển sức ấn mạnh vào huyệt dũng tuyền, mạnh hơn nữa, 1, 2, 3, 4, 5, thôi. Chăm sóc hai đầu gối. Sức dầu chà dầu nóng
vận động hai chân, vận động theo chiều dọc, theo chiều ngang. Chiều dọc, chiều ngang, xò bóp bắp chuối, bây giờ là dùng động tác nhúng để tăng sức chịu đựng cho 10 đầu ngón chân. Chụp cho mình vài tấm hình. Chơi môn y thuật diện chẩn, bây giờ dùng động tác hít đất để tăng sức chịu đựng cho hai tay. Trời còn làm mưa rơi mênh mông, từng ngón tay buồn em mang anh đi về.
kết thúc bài tập ý thân hợp nhất mỗi buổi sáng. Bây giờ qua nhà bếp tự pha cho mình một ly cà phê đen nhiều nước. Rồi sáng rồi. Tôi thả bộ ra đường Nguyễn Trãi. Tôi đã ra đường Nguyễn Trãi. Nhìn ngắm cảnh xe cộ trên đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Lúc này chưa 7 giờ. Đường xá còn vắng người. Tôi chờ vắng xe băng qua đường. Buổi sáng tiết trời mát, bữa nay trời ui ui. Xe bus 68 chạy tới bến xe Chợ Lớn, giá vé 6.000. Nhiều tiệm chưa mở cửa. Đường Nguyễn Trãi có những cây dầu cao, to. Lên trên nè, tạo ra những cái cành lá rậm rạp để tạo bóng mát trên mặt đường. Nhiều người buổi sáng tranh thủ trời mát đi bách bộ. Cô bán dừa. Bán đồ chai, bán xôi. Lề đường Nguyễn Trãi buổi sáng vắng vẻ. Lúc này còn sớm, thành ra người ta chưa có mở cửa. Tiệm vẫn còn đóng cửa. Nhiều người
tranh thủ tiết trời mát mẻ đi bách bộ exercise. Trước mặt là ngã tư Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng. Những người mẫu đứng trong lòng kính. Đây người ta bán trái cây. Chỗ này thì bán bánh bao, nước sâm, đèn giao thông. Hệ thống đếm ngược cho biết lúc nào sẽ đổi đèn xanh qua đèn đỏ. Cây nước. Con đường băng qua chờ đèn xanh, tôi sẽ băng qua đường đèn xanh rồi. Tôi băng qua đường Nguyễn Trãi. Đèn xanh chỉ cho người đi bộ. À, nắp cống mới làm. Người ta để cái chắn á để chờ cho xi măng khô. Này là ngã tư Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng. Men Sài Gòn. GB Fashion. Ở đây có những con đường hẻm. Những cái đường hẻm ở trong đó là những khu nhà. Chỗ này là tiệm vàng, bây giờ là cho thuê rồi, cho thuê mặt bằng. Kinh tế Việt Nam xuống dốc. Rất nhiều tiệm nghỉ treo bảng cho thuê. Trạm chờ xe bus. Muốn đi qua khu chế xuất Tân Thuận thì tôi sẽ chờ xe bus 68 ở đây. Lên xe đi tới trạm cuối là khu chế xuất Tân Thuận. Giá vé 6.000. Ở đây nhiều người họ không biết là họ vẽ cái hình gì ở trên các cái cửa. Vẽ những cái hình nét vẽ thì rất đẹp nhưng mà không biết là hình gì. Mà hình này hình như có vẽ ngay cả những thành phố quốc tế.
đây bán đồ chai. Chỗ này bán xôi. Hôm qua chiều tối có trận mưa, do đó một số chỗ còn đọng nước. Chưa 7 giờ, thành ra đường xá vẫn còn vắng xe, nhiều cửa tiệm chưa mở cửa. Đây đường Nguyễn Trãi vắng tanh. Trà sữa đậm vị Pincha, lấy cái tên Girl Style Mi Wing Boutique, tên lung tung. Ở đây thì là Adam, chỗ này thì là My Kingdom, bên kia thì là Jordi. Những cái tên không phải của người Việt rất khó nhớ. Họ đặt tên không phải để cho người khác nhớ, mà đặt tên theo ý thích của mình. Bây giờ theo con hẻm nhỏ này tôi sẽ về nhà. Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi sáng. Lúc này tôi có mặt ở nhà bếp. Qua nhà bếp viếng thăm vị thần Táo Quân. Vị thần chăm sóc chuyện ăn uống của gia đình. Theo thói quen thì mỗi buổi sáng tôi đến nhà bếp để nấu cho mình một ly nước sôi pha cà phê đen. Tôi lấy cái son kim loại để nấu trên cái bếp từ. Cắm điện, cái dây có cột dây thun đánh dấu. Bây giờ thì tôi lấy nước rửa cái ly, lấy nước cà phê nhiều nước, do đó lấy đầy ly nước. Mở lửa. Mở cái đồng hồ. Lấy nước chín đầy một son. Tôi dùng nước chín để làm ướt miệng.
nuốt nước để làm trơn cái thực quản. Thực quản là cái ống dẫn thức ăn vào ở miệng, đưa xuống bao tử, giữ cho cái miệng lúc nào cũng ướt, làm trơn cái thực quản. Chúng ta sẽ tránh được nấc cục, mắc nghẹn. Khi ăn sẽ ít bị nấc cục, ít bị mắc nghẹn. 3. Bốn, năm, trong khi chờ nước sôi thì tôi làm động tác giặt xăng để vận động hai bàn tay. Giặt khăn là một vận động khéo léo của hai bàn tay. Nó giúp cho chúng ta vận động các đầu ngón tay, kéo đẩy, giặt khăn là một động tác giúp rèn luyện nội công, khí công. Giác khăn càng khô thì nội công càng thâm hậu. Lau tay cho thiệt sạch, bởi vì tay là vật đưa các thức ăn vào thân thể qua cửa miệng. Người ta nói quả từ miệng ra, nói bậy nói bạ là mang quả. Bệnh vào từ miệng, mọi thứ bệnh hoạn đều khởi đầu là do tai đưa vào miệng. Nước đã sôi, tôi tắt lửa, chỉ cần ấn vào. Một bịch cà phê uống 2 ngày. Đây là cà phê tan liền, do đó chỉ cần đổ nước sôi vô khỏi phải chờ. Nửa gối để cho ngày mai. Tôi uống cà phê với một muỗng đường cắt trắng. Hộp này rất kín. Kiến không có vào được. Bây giờ thì đổ nước sôi vào ly, là tôi đã có ly cà phê đen nhiều nước. Quậy lên. Thế là tôi đã có ly cà phê đen nhiều nước theo thói quen mỗi buổi sáng của mình. Nhấp nhấp cà phê, tinh thần tỉnh táo.
Bây giờ bài tập về hai bàn tay. Hai bàn tay cho chúng ta biết rất nhiều điều về cơ thể của mình. Quan sát móng tay. Móng tay cho chúng ta biết hệ xương cốt, cái phần cứng trong nội thân. Nếu móng tay láng bóng, hồng hào, không khô, trắng, nứt nẻ là hệ xương cốt bình thường. Quan sát độ hồng trên hai bàn tay. Độ hồng trên hai bàn tay cho biết khí huyết trong nội thân. Độ hồng hai bàn tay đều giống nhau là khí huyết nội thân tốt. Bây giờ chúng ta nghiên cứu, quan sát khí huyết vận chuyển trong nội thân bằng cách bấm tay vào đẩy máu ra khỏi lòng bàn tay, sau đó buông ra, chúng ta sẽ thấy các vệt trắng. Liền sau đó, máu sẽ đến để phủ hồng. Hiện tượng này cho chúng ta biết khí huyết vận chuyển trong nội thân. Các cái vùng trắng lập tức được phủ hồng. Dấu hiệu này cho thấy khí huyết vận chuyển trong nội thân bình thường. Kiểm tra hệ thống thần kinh phân bố trên hai tay bằng động tác dỗ trên mu bàn tay. Tìm cảm giác. Nếu có cảm giác đau khi dỗ mạnh là tốt. Trên tay có quyệt hợp cốc, dưới chân có quyệt dũng tuyền. Quyệt hợp cốc nằm giữa ngón cái và ngón trỏ. Ta dùng ngón trỏ ấn mạnh vào quyệt hợp cốc, ấn mạnh vào, mạnh hơn nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi. Làm lại. Dùng ngón trỏ chuyển sức lên, ấn mạnh vào huyệt hợp cốc ở bàn tay phải. Mạnh hơn, mạnh nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi. Bây giờ chúng ta kiểm tra nhịp đập của tim. Tim nhịp suốt đời co bóp, đẩy máu đi khắp châu thần. Khi tim hoạt động, nó sẽ tạo ra tiếng động. Do tiếng động này nằm trong nội thân, do đó chúng ta không thể nghe được bằng tai. Chúng ta chỉ có thể nghe được bằng cách bắt mạch. Dùng ba ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa, ngón cà rá ấn vào động mạch ở cổ tay, tập trung
nghe nhịp trên ba đầu ngón tay thượng, trung, hạ. Nếu nhịp đều nghe rõ trên ba đầu ngón tay là dấu hiệu bình thường. Làm lại trên bàn tay phải thượng, trung, hạ. Tập trung nghe nhịp trên ba đầu ngón tay. Nhịp rõ, đều, bình thường. Thôi. Sau cùng thì chúng ta quan sát những thay đổi của chỉ tay trên bàn tay, đó là những vết nhăn. Khi chúng ta co bóp tay là làm việc, những đầu ngón tay vận động thì nó sẽ để lại trên lòng bàn tay những cái vết nhăn. Có vết nhăn theo thời gian thì nó đậm lên, có những vết nhăn thì nó mờ dần, thậm chí nó biến mất. Do đó những cái vết chỉ tay phản ảnh hoạt động của hai bàn tay. Có những vết đậm lên, có những vết mờ dần. Qua chỉ tay chúng ta có thể hiểu được sinh hoạt thường ngày của mình. Từ đó người ta đoán ra được cuộc sống. Nói rộng hơn là đoán biết được vận mạng. Mạng là cái đã có tất định, vận là cái thay đổi theo thời gian. Đó là câu chuyện buổi sáng của tôi ở nhà bếp. Tôi về phòng chụp vài tấm hình để chơi môn y thuật viện chẩn. Lấy hình phía sau là bàn thờ Táo Quân. Chào. Chào. Rồi sáng rồi. Tôi đã có ổ bánh mì lấy ở cửa sổ. Bây giờ là bài binh bố trận. Nước chín. Bánh mì.
ăn sáng. Mở Google Translate để học tiếng Anh. Tôi ăn nửa ổ bánh mì. Để dành nửa ổ. Quạt mát. Trời sáng rồi, chào mọi người. Tôi để Vietnamese và Chinese. Thật ra chúng ta nghe câu tiếng Trung. Chào sáng hào, đa gia hào. Chào sáng hào, đa gia hào. Bữa nay tôi ôm tiếng Trung. Sáng nay tôi sẽ ôm môn tiếng Trung. Nghe đọc. Chính thiên chào sang, wǒ yào xuế xí zhōng wěn. Chính thiên chào sang, wǒ yào xuế xí zhōng wěn. Học ngoại ngữ thì chúng ta nên vận dụng mắt đọc chữ, lỗ tai nghe tiếng, miệng phát âm, tai thì viết. Kiếm cái bảng, lấy cây viết dầu để viết. Buổi sáng tôi uống cà phê. Nghe câu tiếng Việt. Buổi sáng tôi uống cà phê. Câu tiếng Trung âm quan thoại. Chào sáng, tôi uống cà phê. Chào sáng là buổi sáng. Chào thì nó gồm có chữ Nhật, chữ đáng, chữ tảo. Sang thì nó từ miếng đất mọc lên cây ra lá. Chào sang, buổi sáng. Wǒ hě kā fěi, tôi uống cà phê. Chào sang wǒ hě kā fěi. Nếu nói tiếng Quảng là chiều ở chỗ ngồi dẫm cà phê. Chiều ở chỗ ngồi dẫm cà phê. Còn nếu nói tiếng Quảng mà văn viết thì người ta sẽ nói là chủ sạn ngọ dẫm cà phê. Tôi lấy cái đồ bồi bản. Buổi sáng tôi ăn bánh mì. Nghe đọc. Chào sáng, tôi ăn bánh mì. Chào sáng. Chào sáng. Tôi
sư mien. Đây là chữ giản thể. Bao chào sang wo shi mian bao. Mian bao là bánh mì. Mỗi thiên chào sang wo dou xue wai yu. Sorry, tôi đọc tiếng Việt. Tôi sẽ đọc lại. Mỗi buổi sáng tôi thường học ngoại ngữ. Đọc lại. Mỗi buổi sáng tôi học ngoại ngữ. Nghe câu tiếng Việt. Mỗi buổi sáng tôi học ngoại ngữ. Nghe câu tiếng Trung âm quan thoại. Mỗi thiên zǎo shàng wǒ xuě xǐ wài yǔ. Mỗi thiên zǎo shàng. Mỗi thiên zǎo shàng của xế xí ngoại ngữ. Mỗi thiên zǎo shàng wǒ xuě xí ngoại ngữ. Xuế xí là học tập, ngoại ngữ là ngoại ngữ. Ngoại ngữ quá gì? Ở đây là bộ ngôn, đặt kế bên chữ ngũ, ở dưới là chữ khẩu, sẽ tạo ra chữ ngữ. Mỗi thiên zǎo shàng wǒ xuě xí ngoại ngữ. Biết ngoại ngữ, chúng ta sẽ có nhiều bạn bè quốc tế. Câu tiếng Việt. Biết ngoại ngữ, chúng ta sẽ có nhiều bạn bè quốc tế. Đúng. Câu tiếng Trung. Tổng đỡ y mến ngoại ngữ, 我们就会有很多国际朋友. Tổng đỡ y mến ngoại ngữ, tức là biết một môn, một cái bộ môn ngoại ngữ. Tổng đỡ y mến ngoại ngữ, 我们就会有很多国际朋友. Có chi là quốc tế, phận dụ là bằng hữu. Bằng hữu có nghĩa là bạn. Tùng tớ di mẫn quay gì, hoàn mẫn chiêu khuy dấu hình cho có chi quay gì. Tùng tớ di mẫn quay gì, hoàn mẫn chiêu khuy dấu hình cho có chi phận dụ. Phận dụ là bằng hữu. Chữ phận á, thì nó lấy hai chữ nguyệt. Hai chữ nguyệt. Trăng mà hai cái trăng thì có nghĩa là hai người cùng nhìn về trăng. Ánh trăng là bạn. Dù á, thì nó lấy bàn tay trái bắt với bàn tay phải, thành ra chữ hữu. Bằng hữu. Chữ bằng á là hai người cùng nhìn về mặt trăng. Chữ hữu là hai bàn tay nắm lại với nhau. Đó là dấu hiệu viện trợ quốc tế. Bàn tay trái, bàn tay phải nắm lại với nhau tạo thành chữ hữu. Bằng hữu. Tiếng Mỹ là friend. Foreign friend, bạn bè quốc tế. Học ngoại ngữ phải thường xuyên ôn tập.
Nghe câu tiếng Việt. Học ngoại ngữ phải thường xuyên ôn tập. Câu tiếng Trung. 学习外语需要定期复习. 学习外语 tức là học tập ngoại ngữ. Đó là danh Hán Việt á, Hán Việt là học tập ngoại ngữ. Đọc âm quan thọ là sẽ sử ngoại ngữ. Xí giao như Hán Việt là nhu yếu, nhưng mà nó là có nghĩa là cần. Tinh sĩ phụ sĩ, tinh sĩ là định kỳ, phụ sĩ là phúc tạp. Phúc tạp tức là review, tức là ôn tập. Tinh sĩ là định kỳ. Học ngoại ngữ phải thường xuyên ôn tập, phải định kỳ ôn tập. Thành ra cái người biết ngoại ngữ nói tiếng Việt à, rất là, nghĩa là rất là sang, dùng những từ Hán Việt nghe nó có vẻ như là lạ tai, trịnh trọng. Ví dụ người ta nói là thường xuyên ôn tập thì nó là định kỳ ôn tập, tinh sĩ, phụ sĩ. Tôi đưa cái điện thoại lại gần. Với Google Translate chúng ta có thể học rất nhiều thứ tiếng một cách dễ dàng. Tôi lau miệng bằng khăn ướt. Tôi lau miệng bằng khăn ướt. Chúng ta nghe câu tiếng Việt. Tôi lau miệng bằng khăn ướt. Câu tiếng Trung. 我用湿毛巾擦了擦嘴. 我用湿毛巾, 湿毛巾 là khăn ướt. 擦 là lau, 擦了擦嘴, 嘴 là cái miệng. 嘴 thì cái nghĩa của nằm ở trong chữ khẩu. Còn ở bên đây á là cái chữ dùng để ký âm trời. Còn ướt á, thì nghĩa của nó nằm trong bộ thủy. Thủy là nước, nước là ướt. Ở bên đây là phần chỉ nghĩa. Mạo là lông. Chin là khăn. Là cái cân á. Cân là Hán Việt là khăn. Thành ra làm vua, làm quan người ta nói cân đai, tức là làm quan thì có mà cái khăn và cái đai. Cân là cái khăn, chứ cân ở đây không phải là quả cân. Mạo cân tức là cái khăn, khăn lông. Dùng sư mạo chín trả trời, lấy khăn ướt để lau miệng. Chúng ta đang ở cái thời đại chung quanh mình cái gì cũng có, muốn làm cái gì cũng được. Rất là lý thú. Học ngoại ngữ phải học những câu nói thông thường. Câu tiếng Việt. Học ngoại ngữ phải học những câu nói thông thường. Câu tiếng Trung âm quan thoại. 学习外语需要学习俗语. 学习外语 tức là học ngoại ngữ, học tập ngoại ngữ là 学习外语. 需要 là cần, 学习
入语学习术语，术语là tục ngữ, tục ngữ, tục là những câu nói thông thường, tục ngữ là những câu nói thông thường. 学习外语需要学习俗语。俗语，俗语là những câu nói tục ngữ, những câu nói thông thường. Mình ưa nói tục ngữ, tục ngữ, thành ngữ, tục ngữ. Tục ngữ nghĩa của nó là những câu nói thông thường, trần tục, tục ngữ, đó là Hán Việt. Chữ nôm là thông thường. Nghe lại câu này. 学习外语需要学习俗语。学习外语需要学习俗语。俗语是什么？Nó có chữ nhân kế bên đó. Người ta nhìn thấy chữ bát và chữ hộp, tức là trong đó có chữ nhân và chữ khẩu. Dì là bộ ngôn, nhưng mà viết giản thể thì nó như vậy. Kế bên đây là chữ ngô, tức là chữ ngủ, trên chữ khẩu. Sủ gì, tức là những câu nói thông thường. 学习外语需要学习俗语。Các vấn đề chuyên môn rất khó học.Nghe câu tiếng Việt. Các vấn đề chuyên môn rất khó học. Câu tiếng Trung. Chuyên nghiệp vấn đề hẳn nán xuế. Chuyên nghiệp vấn đề hẳn nán xuế. Chuyên nghiệp vấn đề. Chuyên nghiệp vấn đề. Nếu Hán Việt là chuyên nghiệp vấn đề. Hẳn là hẳn. Nán là nan. Xuế là học. Nếu nói theo Hán Việt thì chuyên nghiệp vấn đề hạnh nan học, nhưng mà nếu nói theo dân thường thì các vấn đề chuyên môn rất khó học. Do đó tiếng Việt nó có thể nhập lấy vào tiếng Hán. Trong câu tiếng Việt có rất nhiều chữ tiếng Hán, thí dụ như là chuyên nghiệp là tiếng Hán rồi, chuyên nghiệp à. Vấn đề, vấn thị là tiếng Hán rồi. Đó. Nan học, nan giải, nan học. Nan là khó, học là học. Học là cái chữ đó có hai cái tay bao vào cái đầu, ở dưới là hình người con trai. Chữ học, xuế. Chuyên nghiệp vấn thị hẳn nán xuế. Chuyên nghiệp vấn thị hẳn nán xuế. Thế nào là chữ phồn thể và thế nào là chữ giản thể? Chữ nghiệp á, viết đầy đủ nó là như vậy. Người ta chỉ lấy cái phần trên này thôi. Nói là chữ nghiệp, thấy chữ này thì phải nhớ chữ này. Từ đó là tạo ra cái chữ giản thể. Thí dụ nạn, nạn là khó, thì chữ nạn nó là vậy. Đây là chữ phồn thể, tức là chữ hiện nay đang xài ở Đài Loan hay là Hoa Kiều. Nhưng mà người ta chỉ lấy lại cái bộ chùy, chùy là cái con chim cua đục, cục đuôi. Thì người ta ở đây lấy chữ U, rồi bên đây lấy lại chữ chuy, tạo ra chữ nan, tức là chữ khó. Thành ra đây là chữ phồn thể, đây là chữ giản thể.
Thành ra không có gì khó hết, người qua nào cũng có thể biết chữ giản thể và chữ phồn thể. Khi giải thích chữ thì người ta thích lấy chữ phồn thể, bởi vì ngày xưa các cụ tạo ra cái chữ đó, nó lưu lại cho tới bây giờ. Nhưng mà khi viết thì người ta lại thích viết chữ giản thể, bởi vì nó ít nét, nó ít nét. Đó là vấn đề viết. Nhưng mà ngày nay thì chữ Hoa không có viết nữa, không có khó gì hết, ta đọc là nó ra chữ. Ví dụ ta nói là cho nhiều quân thì hình ảnh thủ là nó hiện ra liền, chúng ta đâu có cần phải viết. Cũng giống như tiếng Việt mình vậy đó, đọc tới đâu là nó hiện chữ tới đó. Do đó cái chữ Hoa nó hưởng cái sự phát triển của kỹ thuật. Nếu viết thì nó cầu kỳ, khó nhớ. Nhưng nếu đọc ra chữ thì cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì cái chữ của nó là mỗi một cái chữ là một cái hình, một câu chuyện. Hồi xưa viết thì nó chậm, đòi hỏi phải nhớ. Bây giờ người ta không có viết nữa, đọc không. Do đó sự phát triển của kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống là vậy. Tôi rất thích học nói tiếng Quan Thoại. Tôi nhìn vào chữ Việt tôi thấy nó đúng rồi nè. Tôi rất thích học nói tiếng Quan Thoại. Bây giờ câu tiếng Trung. Tôi rất muốn học tiếng Quan Thoại. Tôi rất muốn học tiếng Quan Thoại. Tôi rất muốn học tiếng Quan Thoại. Là phổ. Phổ là rộng khắp, phổ biến, phổ thông. Thông là thông. Hoa, bộ ngôn. Đi với chữ thiệt là cái lưỡi. Đây là chữ giản thể, còn chữ ngôn là viết gì. Chữ thiên trên chữ khẩu là chữ thiệt là cái lưỡi. Phổ thông hoa là cái tiếng phổ thông. Phổ thông. Người Trung Quốc có trên 200 phương ngữ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiếng nói khác nhau, nghe không hiểu. Người này nói, người phương ngữ này nói phương ngữ kia nghe không hiểu. Người Quảng Đông nói người Bắc Kinh nghe không hiểu. Người Phúc Kiến nói người Tiều nghe không hiểu. Nhưng mà họ có cái chữ chung. Đọc chữ thì họ hiểu, hiểu nghĩa. Nghĩa nằm ở trên chữ, chứ nghĩa không nằm ở trên tiếng nói. Tức là cái ý nằm không nằm trên tiếng nói, mà cái ý nằm ở trên chữ. Nếu mà ta nói tiếng Quảng thì người Bắc Kinh nghe đâu có hiểu. Nhưng nếu ta viết chữ ra thì người Bắc Kinh đọc hiểu. Coi mấy cái bản tên, coi mấy cái bản thông báo đều hiểu hết. Đó là đặc điểm của chữ Hán, hay chúng ta cũng còn gọi là chữ Nho, chữ Tàu. Phù thông hoa. Tại sao tiếng Quan Thoại gọi là phù thông hoa? Lúc Tôn Văn, nhà quốc phụ của Trung Quốc, nghĩ là Trung Quốc có quá nhiều phương ngữ, do đó phải chọn ra một cái phương ngữ làm tiếng chung. Sau cùng người ta chọn tiếng Bắc Kinh làm cái tiếng chung. Mà cái tiếng chung thì người ta gọi là tiếng phổ thông. Phổ thông là tiếng chung. Còn tiếng Bắc Kinh á, thì đó là tiếng của cái giới quan quyền. Thành ra tiếng Mỹ nó gọi là Mandarin. Mandarin. Chứ Quảng Đông là Cantonese. Tất cả các trường dạy học đều dùng tiếng phổ thông.
Hồi đó xa xưa người Tiều á, mở trường thì dạy tiếng Tiều, người Hải Nam dạy tiếng Hải Nam, người Quảng Đông dạy tiếng Quảng Đông, như ở Hồng Kông á, nó dạy tiếng Quảng Đông. Nhưng bây giờ không được, tất cả các trường các nghĩa giảng giải đều phải dùng tiếng Bắc Kinh, tiếng của quan quyền, và tiếng đó trở thành tiếng phổ thông. Do đó tiếng Bắc Kinh Mandarin còn gọi là tiếng phổ thông, phổ thông hóa. Tôi rất muốn học nói tiếng Quảng Đông. 我很想学习普通话。 Tôi rất thích học, rất muốn, hến xiang, rất muốn xế xí, học tập phổ thông hóa là tiếng phổ thông. Cái đặc trưng của người Trung Quốc là họ có rất nhiều phương ngữ, nhưng mà họ có chung chữ viết. Nhờ vậy, chữ viết chính là cái chất keo kết nối những người Trung Quốc lại với nhau. Nếu mà mỗi cái tiếng nói mà có một cái chữ riêng của nó, đó là chữ Latin, thì Trung Quốc nó sẽ khó mà hợp nhất. Bởi vì chữ Latin là chữ ghi tiếng nói, còn cái chữ tượng hình, hình vẽ là chữ, là cái hình vẽ chung. Thí dụ có những cái hình vẽ chung không có âm mà chúng ta chấp nhận, thí dụ như là 1, 2, 3, 4, 5 này đâu có âm, cả thế giới chấp nhận. Hay là học môn điện tử thì vẽ như vậy là điện trở R, vẽ như vậy là cái tụ C, vẽ như vậy là cái biến áp T, thì đâu có tiếng nói đâu. Cái này đâu có tiếng nói, cái này là hình vẽ diễn nghĩa và nó dễ thống nhất. Ví dụ như dấu hiệu giao thông, quẹo này quẹo cái kia, cấm này kia rồi, thì ai nhìn vô cũng hiểu hết, nó không có tiếng. Thành ra cái hay của chữ Trung Quốc chính là dùng hình vẽ để diễn nghĩa. Từ đó, mặc dù là một đất nước có rất nhiều phương ngữ nói rất khác nhau, vậy mà họ vẫn hợp nhất, không giống Âu Châu. Âu Châu cũng là hợp nhất EU, nhưng mà nước Pháp thì nói tiếng Pháp, viết chữ Pháp. Nước Ý nói tiếng Ý, viết chữ Ý. Nước Đức nói tiếng Đức, viết chữ Đức. Âu Châu hiện nay vẫn không có cái gì thống nhất, để mà không có cái gì mà xài chung để mà thống nhất. Họ mới chế ra đồng euro, đồng tiền chung. Nhưng cái đó không phải là khía cạnh văn hóa. Chữ ngàn năm để lại mới là khía cạnh văn hóa. Còn hiện nay Âu Châu hợp nhất, bởi vì những nước nhỏ hợp nhất lại để mạnh, nhưng mà tìm cái gì chung ở trong đó thì không có. Bởi vì Latin chữ là tiếng nói, mà tiếng nói, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, Tây Ban Nha khác nhau. Do đó cái chữ viết của họ cũng không thể xài chung được. Do đó Âu Châu cũng không thể coi là một thể thống nhất giống như Trung Quốc được. Còn 50 bang của Mỹ cũng coi như là 50 nước nhỏ, nhờ họ có tiếng nói chung là tiếng Mỹ, hay là lấy tiếng Anh làm tiếng Mỹ. Thành ra họ viết là chữ Latin, ghi âm Mỹ, nhưng mà vì họ nói tiếng Mỹ ở 50 bang đó, họ mới gắn bó với nhau được. Thành ra trên thế giới, nước Mỹ tuy xài chữ ghi âm, nhưng mà vì 50 bang đều nói tiếng Mỹ, thành ra nó là một thể thống nhất.
Còn Trung Quốc rất nhiều phương ngữ, trên 200 phương ngữ nói tiếng khác nhau, nhưng mà vì họ xài chữ hình vẽ giống nhau, do đó họ có cái chất liệu kết dính và một thể thống nhất. Ngoài ra thì không có, Âu Châu cũng chưa phải, Phi Châu gì cũng chưa đạt được cái trình độ thống nhất đúng nghĩa. Tới giờ nói câu quen miệng, chào, mai gặp lại. Nghe đọc. Ni hao, ming tian jian. Ni hao, da jia hao, ming tian jian. Da jia hao, ming tian jian. Chào bạn, đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ sáu, 21 tây tháng 6 năm 2024. Hôm nay là ngày Tiết Hạ Chí, vào lúc 4:50 âm lịch, nhằm ngày 16 tháng 5 đủ năm Giáp Thìn. Thế vận hôm nay, tôi đang ở trên lề đường Võ Văn Tài vận 95%. Hôm nay trời việc học 57%. Đứng ở đây thì thấy việc làm 72%. Mong số đào qua 58%. Về chiều thì trời có cơn mưa. Chuyện tình ái 82%. An toàn 56%. Sức khỏe 50%. Tổng hợp 51%. Không biết cây gì, không biết loại rau gì. Đây là cây những chuyện papaya, làm được cây đu đủ. Những chuyện làm được hôm nay là gã cưới. Cái bông này thu nhận rất là quen mà tôi không biết bông gì. Đề thân đính phải bông bông tai không? Du lịch dọn nhà nhập. Tôi đã thấy nó từ lúc tuổi đầu còn nhỏ. Tư nạp tài, khai nghiệp, khai thị, khai công. Bông trang có nhập. Ở đây là cúng bông tế, lại bái tế tổ tiên. Bông lai là loại bông miếu, rất là thơm, bái là về đêm minh dần dần. Thử xe lai mua xe, sửa chữa kiến mưa, tạo ra. Thăm viếng người thân, cây rất là xanh bè. Tốt nhập học cầu y chữa. Bây giờ thì tôi sẽ cùng với xe mượn đạp nợ đi theo đường Trần Bình Trọng để về trụ nhà. Lên kèo gió, sửa chữa nhà kho, có gió thì nó mát. Mở cây kho phải động thổ. Nếu phá tôi đạp đất xuống Nghinh nữa, Phúc Khai Quang đi về hướng tây, mài qua đường Quỳnh Mẫn Đạo áo cho tân nương, tôi sẽ áo đến chậu Hòa Bình làm lúa đại quét. Bây giờ thì tôi sẽ quẹo cầu phải. cầu tử tôn hối báo một cái quẹo phải để vào đường đạp xúc Trần Bình sửa Trọng. Chữa nhà cửa đào giếng. Ở đây có tiệm foot massage Lâm Chính, tức là massage chân. Thân dân thượng sách, đây là tiệm massage tuổi chân, massage sùng bằng khắc. Hôm nay là ngày trên của tuổi chân thình, thì người ta vẽ con rồng, các cái huyệt đạo ảnh hưởng đến lục con phủ ngũ tạng, sùng khắc giới tuổi tuất con chó. Sinh tiêu tương hại
tuổi thìn con rồng. Tôi đang ở trên đường Trần Bình Trọng. Hại ở đây tuổi mão giấy. Con thỏ mua phế liệu lục hợp sinh tiêu. Tuổi thìn con rồng lục hợp giới tuổi dậu con gà tam hợp sinh Trần Bình Trọng tiêu. Là đường ngang hướng nam bắc. Tuổi thìn con rồng mà hướng nam tam bắc thì có gió. Tuổi thân con khỉ gió biển Cần Giờ. Và tuổi tý con chuột. Dọc theo đường người ta bán đủ thứ đồ, nhất là đồ ăn. Phương vị của các vị các thần. Một phần ăn thì thường thường trên dưới là 20.000. Tây Nam. Phúc thần ở hướng Tây Bắc. Tài thần ở tôi băng qua đường Cao Đã. Chính Tây. Dương quý nhân ở hướng Chính Tây. Tiếp tục đi trên đường Trần Bình Trọng quý nhân để ra đường ở Trần hướng Đạo. Tây Bắc. Ở đây cũng có chúc mát xa chân. Một ngày nhiều may mắn. Have a good day. Đây cũng là tiệm massage chân.